Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay, xét về địa chính trị ngoại giao thì Mỹ và Âu cũng đang trong quá trình đó là dễ chết. Vì thất thế trong những tiếng nói ngoại giao của mình với các vùng địa chính trị rộng lớn như là châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Còn về mặt bàn cờ quân sự ấy, thì giữa Nga, Trung và Mỹ đang là đấu trường chính ngày hôm nay. Thì Mỹ và Âu ấy, cũng đang trong quá trình hụt hơi đối sức trước Nga. Chứ đừng nói là kể thêm Trung Quốc vào nữa. Mặc dù Hoa Kỳ đang kiện toàn quân đội, hiện đại hóa quân đội để sẵn sàng đối đầu với một cuộc chiến tiềm tàng với Nga và Trung. Về ngày Vũ Quang đã bình luận rồi. Đây chỉ là trò chơi trấn an đồng minh thôi. Chứ nó không có giá trị thực tiễn. Trò chơi trấn an đồng minh chứ không có giá trị thực tiễn. Vì giá trị thực tiễn nó đang diễn ra ở tại Ukraine. Nó đang cho thấy rằng phương Tây tập thể đã thất bại. Sau khi mà Ukraine mất Avdiivka thì người ta mới tá hỏa ra lấy cuộc phản công của Ukraine năm 2023, mùa hè 2023 hoàn toàn thất bại, không gì thành công cả. Và cả cái dư luận của phương Tây thì đang bị dối trá bởi truyền thông. Họ vẫn tuyên truyền rằng với sự hỗ trợ của phương Tây thì Ukraine sẽ chiến thắng được Nga và duy trì được cái thế giới đơn cực và quyền lợi thế giới phương Tây, được cho là ngọn cờ đầu để bảo vệ nền dân chủ của phương Tây cũng như là thúc đẩy nền dân chủ trên thế giới. Nhưng hóa ra không phải như vậy, mà Ukraine đang thất bại. Khi mà thất bại Avdiivka, nó được coi là cửa ngõ vào Donbass, nó đang tạo đà cho Nga giải phóng thêm nhiều vùng lãnh thổ khác. Cho đến ngày hôm nay thì tới gần 30% lãnh thổ của Ukraine được Nga kiểm soát, tương đương với gần 200.000 cây số vuông rồi. Một con số không hề nhỏ một chút nào. Và các phòng tuyến tiếp theo sau Avdiivka và sau Kharkov không lấy cái gì để đảm bảo nó có thể tồn tại lại được. Số lượng quân đội của Ukraine ngày hôm nay, những người có năng lực chiến đấu, những người có kinh nghiệm thì đã bị đăng xuất trong hơn 2 năm. Và hiện tại Ukraine cũng đang phải phòng thủ ở khu vực phía Bắc áp sát biên giới Beirut. Theo như báo cáo ở Beirut thì lực lượng Ukraine có tới 144.000 quân ở sườn phía Bắc đấy. Thế là 144.000 quân đấy, nếu như mà Nga thực hiện một đòn tấn công gọi là mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt và tổng tiến công ba mặt giáp công ấy, thì Ukraine chắc cũng chỉ có tháo chạy thôi. Bởi vì số lượng quân đội có nhưng lại thiếu đi cái cơ sở hậu cần, thiếu đi cái số lượng đạn pháo khí tài phương Tây viện trợ. Báo cáo gần đây của Ukraine về tổn thất sau 2 năm là có 31.000 người. Nhưng mà con số như vậy thì ai tin? Nếu nói rằng là 331.000 người thì người ta có thể tin. Chứ bảo 31.000 người thì đương nhiên không ai tin rồi, đúng không? Thì một câu ngày hôm nay cập nhật ước tính tổn thất quân sự của Kiev trong 2 năm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Ukraine có hơn 444.000 người thương vong trong 2 năm. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu ước tính rằng là Kiev đã mất hơn 444.000 quân trong 2 năm xung đột với Moscow. Nhận xét của ông được đưa ra sau vài ngày khi mà Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng lực lượng của Ukraine chỉ mất khoảng 31.000 người thiệt mạng trong 2 năm thôi. Ông Sergei Shoigu cho biết là tỷ lệ tiêu hao cao ở phía Ukraine là bằng chứng cho thấy chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Nga bằng cái giá phải trả là sinh mạng người Ukraine và sự hỗ trợ kinh tế và quân sự thụ động cho chế độ Kiev không còn được tiến về phía trước nữa. Phát biểu tại một cuộc họp báo của Bộ trưởng này, ông Sergei Shoigu cho biết là khi chi phí trung bình hàng ngày của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột là hơn 800 binh sĩ và 120 loại vũ khí khác nhau. Ông không chia nhỏ thương vong này thành binh lính thiệt mạng và bị thương. Khi mà đưa ra tuyên bố của mình Zelensky đã nói rằng con số nó chỉ là 31.000 người chứ không giống như ước tính của đó là Liên bang Nga. Nhưng mà thông số mà phía Nga đưa ra thì thế giới có cơ sở để tin tưởng hơn là con số của Ukraine đưa ra. Nếu như Ukraine chỉ mất có 31.000 người thì chắc chắn Ukraine đã không phải bỏ phòng tuyến, không mất Bakhmut, không mất Avdiivka, không để mất điều đấy. Quân đội Ukraine đã không phải tháo chạy và không phải kêu gào trong việc là thiếu đạn dược và khí tài, đúng không? Trong khi đó thì ông Macron đưa ra thông điệp
là sẽ đưa quân đội NATO vào trong Ukraine. Nga ngày hôm nay nhắc nhở Macron ấy, là hãy nhớ về quá khứ của mình, khi mà đội quân của vị vua Napoleon ấy, đã thất bại hoàn toàn khi mà tiến về Moscow. Thì ông Macron cần phải nhớ điều đấy. Thì lực lượng của Pháp đưa vào trong Ukraine, Nga cũng sẽ tiêu diệt như lực lượng của Napoleon đã bị, đó là đánh bại từ năm 1812 đấy. Đó là điều mà Macron cần phải nhớ về lịch sử của mình. Khi mà vị vua Napoleon đã nhắc nhở là chớ có tiến về Moscow vì không có cơ hội để chiến thắng. Còn Thủ tướng Anh thì bác bỏ khả năng triển khai quân đội quy mô lớn tới Ukraine này. London tránh xa lời nói của Tổng thống Pháp về việc cử lực lượng của NATO tới hỗ trợ cho Kiev. Người phát ngôn của Thủ tướng Sunak ấy, cho biết rằng là Vương quốc Anh không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine ngoài số nhân viên hỗ trợ mà nước này đã có ở đó. Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Macron gợi ý rằng là lực lượng NATO cuối cùng có thể được triển khai ở Ukraine. Ông Macron đã gặp nhiều nhà lãnh đạo NATO ở tại Paris để chia sẻ việc này. Nhưng ngay sau đó các quốc gia đã phản đối. Mỹ và Anh cũng kiên quyết nói rằng sẽ không có đưa quân đội NATO đi vào trong Ukraine để hỗ trợ. Đây được coi là một cú knock out vào ông Macron. Nga cũng cảnh báo sẽ cương quyết làm điều này nếu phương Tây trực tiếp tham chiến ở tại Ukraine. Bộ Ngoại giao của Nga cảnh báo sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ dẫn đến tình hình leo thang trực tiếp giữa Nga và NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakhova cảnh báo sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ dẫn đến tình hình leo thang trực tiếp giữa Nga và NATO. Bà Zakhova cũng nhấn mạnh với mỗi chuyến hàng vũ khí mới cung cấp cho Kiev hiện nay, các quốc gia phương Tây đang leo thang xung đột với Nga. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nếu phương Tây quyết định chính thức triển khai quân đội tới Ukraine hoặc là tuyển mộ binh lính đánh thuê từ các quốc gia Liên minh châu Âu để gửi tới cho Ukraine cũng là quá trình leo thang trực tiếp. Tuy nhiên thì bà Zakhova lưu ý rằng không có gì bí mật này khi quân nhân từ một số quốc gia thành viên NATO đã có mặt Ukraine và hỗ trợ quân đội nước này theo nhiều cách khác nhau. Cho nên về cái động thái của Macron nói rằng là đưa quân đội NATO vào trong Ukraine, nó chỉ là thông điệp trấn an tinh thần binh sĩ của Ukraine và tạo ra một nguồn cảm hứng để cho nhân dân Ukraine và binh sĩ Ukraine có tinh thần để chiến đấu thôi. Chứ còn về thực tế trên chiến trường ngày nay và khả năng hậu cần của phương Tây thì Ukraine thừa biết không có cửa nào để xây dựng được tuyến phòng thủ kiên cố cả. Ukraine cảnh báo Nga sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công hỗn hợp vào mùa xuân. Đây được coi là lời cảnh báo gửi thế giới phương Tây nếu như họ chậm trễ các gói viện trợ. Tình báo Ukraine cảnh báo Nga sẽ tăng cường chiến dịch gây ảnh hưởng vào mùa xuân này nhằm gây tổn bất ổn cho Ukraine và làm mất đi sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev trong cuộc chiến kéo dài 2 năm với lại Moscow. Ukraine đang phải vật lộn để chống lại quân đội của Nga này dọc theo phần lớn chiến tuyến khi mà Kiev phải đối mặt với những thách thức trong việc bổ sung quân số và khả năng bị cắt viện trợ quân sự của Ukraine của Mỹ. Theo Ủy ban Tình báo của Tổng thống Ukraine, Điện Kremlin sẽ tăng cường gây ấn bằng cách tăng cường nỗ lực gieo rắc thông tin sai lệch trên mạng xã hội để gây ra xung đột giữa người dân Ukraine và gieo rắc nghi ngờ giữa các đồng minh của Kiev về cơ hội chiến thắng của nước này. Về cơ hội chiến thắng của Ukraine là không có và đang ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Trong những tuần tới, đối phương sẽ thực hiện một nỗ lực để truyền bá những luận điệu có tính chất là phá hoại an ninh thế giới và cố gắng đó là kích động xung đột. Đây được coi là một thông điệp nữa để lôi kéo thế giới nói rằng Nga đang tuyên truyền dối trá không đúng về thực tế trên chiến trường. Nhưng mà đến ngày hôm nay, người ta nhìn vào những cái hoạt động của Ukraine, người ta biết được là phía Nga đưa thông điệp có đúng hay là không và đúng bao nhiêu phần trăm. Còn phía Ukraine đang đưa ra những thông điệp mang tính chất gây hấn hận thù mà không quan tâm đàm phán hòa bình. Thế nên về mặt dư luận, người ta đang ủng hộ Nga chứ không phải ủng hộ cho Ukraine. Bộ phòng Mỹ thì muốn qua mặt quốc hội để lách luật hỗ trợ cho Ukraine khi mà quốc hội Mỹ có thể không thông qua viện trợ 61 tỷ. Lầu Năm Góc lên kế hoạch qua mặt quốc hội nước này để gửi viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua biện pháp mua thiết bị quân sự trong gói đã được phê duyệt mà không cần thông qua quốc hội. Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin từ Bộ phòng Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc lên kế hoạch qua mặt quốc hội nước này để gửi viện trợ quân sự cho Ukraine
thông qua biện pháp mua thiết bị quân sự bằng số tiền 4 tỷ USD còn lại được Tổng thống Joe Biden phân bổ cho mục đích này. Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, kế hoạch này vẫn chưa được thông qua nhưng đang được xem xét ngay cả khi không có sự đảm bảo rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ chấp nhận gói viện trợ cho Ukraine hay không. Tức là chính quyền của ông Joe Biden bây giờ sẽ tìm mọi cách để có được nguồn viện trợ dành cho Ukraine, nhưng nó cũng chỉ mang tính chất nhỏ giọt và biểu tượng, chứ không phải kế hoạch viện trợ toàn diện để giúp cho Ukraine cân bằng với lực lượng của Liên bang Nga. Nó chưa có một cái kế hoạch đấy. Trong khi đó, thư ký Hội đồng của An ninh Nga gọi Mỹ là những nước hung hãn nhất lịch sử, đó là hiện đại. Không những là quốc gia hung hãn mà còn tạo ra cỗ máy chiến tranh để gây bất ổn trên toàn cầu, xây dựng một cái đế chế độc tài toàn trị để áp đặt cái mô hình của mình lên thế giới và bắt ép thế giới buộc phải sử dụng đồng đô thanh toán qua cổng SWIFT để mang lại lợi ích kinh tế cho các giới tài phiệt của phương Tây. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Patrushev cho biết là Mỹ là quốc gia hung hãn nhất trong lịch sử hiện đại. Điều này được chứng minh qua số liệu thống kê về các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới kể từ năm 1945. Washington đã hơn 150 lần vi phạm các quy định về chủ quyền của các nước khác. Về nguyên tắc thì Hoa Kỳ là quốc gia hung hãn nhất trong lịch sử hiện đại. Trong thời gian tồn tại, đất nước này đã tổ chức hơn 800 hành động thù địch chống lại các quốc gia có chủ quyền sử dụng vũ lực, bao gồm cả việc tham gia tích cực vào hơn 100 cuộc xung đột vũ trang, ông Patrushev chia sẻ. Ngoài ra, Mỹ còn tích cực can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác ở tất cả các khu vực trên thế giới. Theo ước tính bảo thủ nhất, kể từ năm 1945, người Mỹ đã xâm phạm chủ quyền của các quốc gia hơn 150 lần, tổ chức đảo chính kích động tình trạng bất ổn, gây ảnh hưởng đến quá trình bầu cử. Những số liệu này phản ánh các trường hợp có sự can thiệp công khai hoặc là che đậy kín đáo đến từ Washington. Đồng thời, theo ông thì các chuyên gia lớn đã tập trung tới Washington để bôi nhọ hành động của Nga ngày hôm nay. Tư duy chiến tranh lạnh là con đường mà Mỹ vẫn đang lựa chọn. Mỹ vẫn duy trì kiểu tư duy chiến tranh lạnh và tin rằng nếu Nga củng cố vị thế của mình ở đâu đó thì điều này được thực hiện chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến lợi ích của người Mỹ. Đồng thời, một trong những nguyên tắc chính đối ngoại của chính nước chúng ta là Nga không kết bạn để chống lại ai. Chương trình nghị sự của chúng tôi là luôn tích cực. Vì chương trình tích cực của Nga mà Hoa Kỳ lại càng không hài lòng, vì như vậy nó đánh mất đi hình ảnh của nước Mỹ. Nước Mỹ không thể lôi kéo được thế giới ủng hộ cho mình nữa. Còn ở Anh chỉ ra nguyên nhân khiến Macron đang hoảng loạn ngày hôm nay. Tổng thống Pháp Macron vội vàng triệu tập hội nghị về Ukraine vì ông nhận được thông tin bí mật về tình hình khó khăn ở mặt trận. Chuyên gia quân sự của Anh ấy cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn, sự hoảng loạn của Macron cho thấy rằng họ đã nhận được thông tin từ Ukraine và điều này chứng tỏ tình hình ở đó thậm chí còn tồi tệ hơn những gì mà chúng tôi, những người theo dõi diễn biến xung đột những ngày qua, tức là còn trầm trọng hơn những gì mà phương Tây đang biết. Theo vị chuyên gia thì tuyên bố của Macron về khả năng điều quân tới châu Âu ấy, tới Ukraine phản ánh quan điểm của giới lãnh đạo Brussels, những người nhận thấy rằng tình hình xung đột đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của thế giới phương Tây. Những người hoảng loạn làm những việc cực kỳ liều lĩnh và nguy hiểm, và tôi không ngạc nhiên một chút nào khi Macron là người chủ trương về điều này, vì ông đang hỗn loạn và sợ hãi về những thảm họa đang xảy ra tại Ukraine ngày hôm nay, đang ngoài tầm kiểm soát của thế giới phương Tây. Dạo nước của phương Tây lớn dần đặt Ukraine vào tình thế cam go, khó có thể đỡ được và cứu chữa được những gì đang xảy ra trên chiến trường. Trong khi Ukraine đang chật vật giữ phòng tuyến thì phương Tây lại do dự cung cấp thứ mà Kiev cần nhất lúc này, đó là đạn dược. Dạo nước ngày càng sâu sắc trong lòng phương Tây, bất đồng về việc bổ sung kho đạn pháo đang ở ngưỡng thấp nghiêm trọng của Ukraine đang trở thành dạo đứt ngày càng sâu sắc ở tại châu Âu, với việc các nước Đông Âu ấy đổ lỗi cho Tây Âu vì họ không lắng nghe. Tâm trạng chung trong giới ngoại giao là nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Tây Âu không được tha thứ và toàn bộ dự án hội nhập châu Âu kể từ bức tường Berlin sụp đổ có thể bị dọa bởi dạo đứt đã trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Các nước EU đã tranh luận trong nhiều tháng qua về việc liệu có mua vũ khí bên ngoài liên minh hay không,
bởi không thể đáp ứng được cung cấp kịp thời 1 triệu viên đạn pháo dành cho Ukraine ngày hôm nay. Pháp cho rằng ngân sách chủ yếu dành cho việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng ở châu Âu là dài hạn. Cùng lúc đó thì một số nước châu Âu cảnh giác trước Nga trong nhiều năm qua, lo sợ các nước Tây Âu vốn lớn hơn và giàu hơn không tích trữ đủ kho quân sự. Các nước Tây Âu cũng đang ngăn cản Ukraine nhận được hỏa lực, đó là tầm xa. Đây là sự mâu thuẫn chia rẽ trầm trọng của thế giới châu Âu ngày hôm nay, trong lúc Ukraine đang rất cần đó là viện trợ đạn dược và khí tài, đặc biệt là đạn pháo. Điều này nó càng đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ngoài tiền tuyến vào thế cam go và khó có thể giữ vững được phòng tuyến trước đà phản công của Liên bang Nga ngày hôm nay. Sau 2 năm, người ta tổng kết lại, con đường của thế giới phương Tây muốn đánh bại Nga là không thể xảy ra được. Họ chỉ có thể nói đánh bại Nga thông qua báo chí, chứ không thể thông qua thực tiễn ở trên chiến trường, vì nó không trở thành hiện thực. Mọi thứ đã xa vời bởi thế giới phương Tây đánh giá sai lầm về tiềm lực quân sự của Nga, ngành công việc của Nga, cũng như đánh giá sai lầm về tầm ảnh hưởng của Tổng thống Putin với nhân dân Nga nói riêng và thế giới nói chung. Chính Nga ngày hôm nay đã kiến tạo ra một thế giới riêng cho mình, và Tổng thống Putin đã tuyên bố thế giới hiện nay là thế giới của Nga. Nước Nga là ngọn cờ đầu đang đưa thế giới quay trở lại hòa bình đúng nghĩa của nó và thiết lập thế giới đa cực, kết thúc thế giới đơn cực, không còn tồn tại về cái chủ nghĩa bành trướng của Mỹ nữa. Mọi thứ đã kết thúc từ đây. Hoa Kỳ thì cũng đang nỗ lực cố gắng để bỏ của nợ Ukraine dành cho châu Âu, nhưng mà châu Âu cũng đang trì hoãn các gói viện trợ vũ khí cần thiết cho Ukraine cân bằng lực lượng trên chiến trường, vì ngành công nghiệp của châu Âu cũng như ngành công nghiệp của Mỹ ngày hôm nay đang không đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Vậy là mọi nỗ lực để bao vây cấm vận Nga đã thất bại. Mọi nỗ lực để khiến cho Nga sụp đổ nền kinh tế cũng thất bại. Nỗ lực để kêu gọi phần còn lại của thế giới ủng hộ công thức hòa bình của ông Zelensky cũng thất bại. Mọi nỗ lực để khiến cho Nga phải bị suy yếu, thất bại chiến lược trên chiến trường cũng đã thất bại. Kế hoạch để giúp cho Ukraine có đầy đủ khí tài trên chiến trường thôi cũng đang thể hiện sự suy yếu của phương Tây. Và các dòng vũ khí của phương Tây viện trợ Ukraine đang dần bốc cháy từng ngày ở trên chiến trường. Đang dần bốc cháy từng ngày trên chiến trường. Đây được coi là một sự thất bại toàn diện của thế giới phương Tây. Sự thất bại toàn diện thế giới phương Tây. Tính trung bình sau 2 năm xung đột, Ukraine bình quân mỗi một ngày mất tới 120 trang thiết bị vũ khí. Mất tới 800 binh sĩ ở trên chiến trường. Thì nguồn viện trợ nào có thể bù đắp lại tổn thất đó của Ukraine được? Nga chưa kiểm soát vùng đất rộng lớn không có nghĩa là chưa đạt được yếu tố chiến lược đột phá trên chiến trường, vì Nga đang làm mục ruỗng tinh thần và mục ruỗng kho viện trợ phương Tây từ bên trong. Và khi tinh thần chiến đấu không còn, nguồn viện trợ không còn, thì Nga chỉ cần tổng tiến công, mọi thứ sẽ kết thúc. Nó là sự kết thúc của thế giới đơn cực. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.